Nào, chúng ta bắt đầu cái gì? Chúng ta đến cái phần đầu tiên là về thư viện lớp đối tượng. Thì khái niệm nó là như thế nào? Thì là tôi sẽ trình bày một chút trong cái phần lý thuyết này, là tôi minh họa trực tiếp. Này, phần này cũng là nhắc lại nha, nhắc lại một chút thôi. Nào, bây giờ là chúng ta sẽ khởi động cái phiên bản 2.10 này. Các anh chị sẽ bấm new cái project nha. Ở đây thì là tôi sẽ chọn cái ngôn ngữ chúng ta làm việc đó, là cái ngôn ngữ Visual Basic thôi. Visual Basic, tại vì chọn C Sharp thì cũng được, nhưng mà Visual Basic thì nó cũng có cái hay riêng của nó ở trong cái chuyện đó, là nó có một số cái mà ở trên cái C Sharp thì nó cực khổ hơn rất là nhiều. Tôi cũng sẽ có minh họa một số phần mà cái ý niệm tương đương của nó ở bên cái C Sharp nó là như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ mỗi một cái chương chúng ta sẽ thành một cái solution riêng nha. Do đó chúng ta đặt tên cái solution này là thiết kế phần mềm nâng cao gạch ngang là chương 0, thấy không ạ? Xin lỗi, chương 1 là chương 1. Lưu ở đâu cũng được hết trơn á, nhưng mà các anh chị sẽ lưu ở thư mục gốc để đề đi nha. Chúng ta lưu ở thư mục gốc để đề là cho nó tiện. Và ở đây là chúng ta sẽ nói đặt tên đó là thư viện lớp đối tượng. Đó là cái mục đầu tiên. Thư viện lớp đối tượng, thấy không ạ? Chà, thiết kế phần mềm nâng cao chúng ta nâng về ha. Nâng cao chúng ta nâng vào, thiết kế phần mềm nâng cao, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ bấm OK. Tôi sẽ nói một cái lý thuyết một chút xíu nha. Tôi sẽ nói một chút xíu lý thuyết. Chúng ta sẽ nói về cái thư viện lớp đối tượng là gì. Thư viện lớp đối tượng, cái khái niệm về nó mình để làm những gì. Cái thư viện lớp đối tượng á, là một cái hệ thống những cái lớp đối tượng. Thư viện lớp đối tượng là một hệ thống những cái lớp đối tượng dùng chung, dùng chung, hệ thống dùng chung. Tức là nó có thể dẫn đến cái chuyện nó có thể tái sử dụng nhiều lần, phải không ạ? Nó sẽ cho phép tái sử dụng các hàm xử lý, các hàm xử lý của các lớp đối tượng. Cho phép tái sử dụng cái hàm xử lý của những lớp đối tượng trong các ứng dụng hay là các phần mềm khác nhau. Đôi khi mình đặt tên ứng dụng, đôi khi mình đặt tên là phần mềm. Tức là ở đây là cái phạm vi của nó đó, cái tái sử dụng thì nó có nhiều cấp, dùng chung nó có nhiều cấp. Cấp đơn giản nhất á, là dùng chung ở trong một cái đơn vị nào đó, ví dụ trong cùng một lớp đối tượng, cùng một cái màn hình giao diện. Tái sử dụng khác là tái sử dụng trong các màn hình của cùng một ứng dụng, rồi tái sử dụng cấp mà cao á, cao nhất luôn, thấy không ạ? Là tái sử dụng qua nhiều cái ứng dụng khác nhau. Tức là ở ứng dụng X chúng ta dùng được, mà ứng dụng Y chúng ta cũng dùng được, thấy không ạ? Đó là gọi là hệ thống cái lớp đối tượng dùng chung, cái khái niệm về thư viện lớp đối tượng. Thì cái thư viện lớp đối tượng này nó có hai loại, nó có hai loại, có hai loại thư viện lớp đối tượng. Là thứ nhất là loại một, loại một tức là những cái thư viện có sẵn, có sẵn, các bạn, thư viện của cái môi trường lập trình. Mỗi một môi trường thì nó sẽ tạo ra những cái thư viện này. Và cái này nó đặt nhiều tên khác nhau. Nó có đôi khi nó gọi là những cái component, đôi khi nó gọi rằng là những cái package, phải không ạ? Những cái gói trong Java thì nó gọi như thế, trong .NET thì thường nó dùng là những cái component, phải không ạ? Còn cái loại 2 là cái loại chúng ta đang xét tới đây. Loại 2 á là cái thư viện lớp từ định nghĩa. Từ định nghĩa
tức là nó không có sẵn mà chúng ta tự làm qua những cái phần mà các anh chị đã từng làm, những cái lớp như là lớp xử lý bảng, xử lý dòng hay lưu trữ bảng rồi gì đó, xử lý CML rồi này nọ đó, đó là những cái lớp tự định nghĩa. Thì ở đây chúng ta, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị để cái xây dựng ra cái thư viện lớp từ định nghĩa. Và cái này thì nó có ý nghĩa giống như một cái đồ nghề riêng của mỗi người. Trong chi tiết những phần sau là tôi sẽ nói thêm, nhưng mà tôi nhắc lại đó là cái này là đồ nghề riêng của mỗi người và không ai sẽ sử dụng chung với ai hết trơn ở đâu đó. Và nó sẽ tuân thủ theo một số cái quy ước riêng đó, nó giúp cho chúng ta có thể là đưa ra được những cái hàm tái sử dụng mà không phải làm quá ư là tổng quát, không quá ư là tổng quát. Câu này có thể là chưa hình dung ra hết, đúng không ạ? Thôi không sao, hết trơn luôn nữa. Đó. Tôi sẽ nói về cái cấp tạo lập của nó liền, đúng không ạ? Ở đây thực sự ra cái class này ở đây là nó thuộc về một cái thư viện lớp đối tượng đó. Và khi mà các anh chị dùng cái import á, các anh chị dùng cái import á, các anh chị import như thế này á, đúng không ạ? Đó. Chúng ta có Microsoft này là một cái thư viện lớp đối tượng nè. Mỗi một cái namespace á là nó có thể là một cái thư viện lớp đối tượng hoặc là nhiều thư viện lớp đối tượng, cái này bên trong nó có thể chứa nhiều cái namespace con nữa. Cái system này là một thư viện lớp đối tượng nè. Và ở bên trong này á, chúng ta sẽ có cái nào mà mở ngóc đóng ngóc là nó còn nữa đó. Ví dụ như đây là data là một thư viện lớp đối tượng nè, deployment là một thư viện lớp đối tượng nè. À, cái ký hiệu của nó là các anh chị sẽ biết đó là những thư viện lớp đối tượng đó nha. Đó là những thư viện lớp đối tượng. À, các anh chị include vô đây, import này là mình khai báo sử dụng nó thôi. Trong này thì nó lại có comment là chung, rồi nó có OLR, DB, ODBC rồi vân vân. Đó là cách người ta phân tầng ra cái hệ thống thư viện lớp đối tượng. Tức là cái hệ thống thư viện lớp đối tượng người ta tổ chức theo dạng hình cây. Tại sao phải tổ chức như vậy? Tại vì nếu mà chúng ta dùng có một thư viện lớp đối tượng duy nhất á, thì cái số lượng những cái lớp đối tượng của chúng ta mà nó nhiều quá thì đâm ra nó rối. Nó rối, nhất là chúng ta có nhiều trên nhiều cái môi trường khác nhau, Windows, web, rồi mobile, nào mà rồi XML, rồi cơ sở dữ liệu, rồi vân vân. Thì ở đó nó đòi hỏi là những cái thư viện lớp đối tượng hoạt động hơi khác một chút. À, và nếu mà chúng ta mà có ít lớp đối tượng thôi thì cũng không cần là phải tổ chức nhiều gì đâu. Nhưng mà chúng ta phải dự trù là trong tương lai cái đồ nghề của chúng ta mỗi ngày nó phải càng tinh xảo hơn và mỗi ngày nó phải càng nhiều hơn, cái khả năng nó nhiều hơn. Do đó là chúng ta cũng sẽ tổ chức. À, như thế, đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ hướng dẫn cái cách tổ chức ha. Đó là để mà tổ chức như thế, các anh chị sẽ add một cái new project nha. Các bạn add new project. Nó vẫn là Visual Basic đi nha. Nhưng mà thay vì là chúng ta chọn class library. Chúng ta chọn là class library là thư viện lớp, đúng không ạ? À, nó là thư viện lớp đó. Và ở đây chúng ta đặt tên. Thì cái tên này rất là quan trọng nha. Tên cái project này là cái tên này mà sau này chúng ta sẽ include vô rồi gì đó vân vân á. Tôi đề nghị đặt như thế này á, là chúng ta đặt chia làm hai phần. Đây bây giờ là chúng ta sẽ có là có hai cái loại ngôn ngữ chúng ta dùng thường, đó là VBNet với là C#. Thì là các anh chị sẽ đặt cái đầu tiên là tên của các anh chị, đúng không ạ? Tên của anh chị, ví dụ tên tôi là viết tắt chữ NTH đi. Tên tôi là viết tắt chữ NTH, đúng không ạ? Các anh chị có thể đặt những tiếng quy, tôi có thể đặt những tiếng quy cũng được ha, NTH cũng được rồi. Gạch nối ra là chúng ta là có VB. Đúng không ạ? Đó. VB. Và tùy, nếu mà các anh chị mà muốn thay đổi qua nhiều phiên bản thì là chúng ta có thể đặt tên cho nó khác đi chút xíu cũng được. Phiên bản zero hay cái gì đó, còn thôi là cứ đặt tên VB thôi. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên nó là NTH VB nha. Rồi, ở trong này á, là chúng ta sẽ có những cái class. Chúng ta sẽ có những cái class. Thì giả sử như là ở đây là tôi không cần đưa vô thật đâu nha. Chúng ta có add vô đây một cái class đi chẳng hạn nha. Chúng ta add vô đây một cái class. Một cái class này chúng ta đặt tên cho nó là ví dụ như là xử lý bảng đi chẳng hạn. Và sau này là chúng ta sẽ làm riêng ha, xử lý bảng. Và trong cái class này chúng ta sẽ có một cái hàm public sharing nha, function. Ví dụ như là đọc. Chúng ta sẽ có cái tham số là một cái chuỗi lệnh as a string. Nó sẽ trả về cho chúng ta một cái data table, đúng không ạ? Rồi ở đây các anh chị điền cái kết quả as a new data table đi, đúng không ạ? Rồi chúng ta return cái kết quả thôi. Tất nhiên là nó sẽ không có ra gì hết trơn luôn nữa. Ở đây thì nó sẽ còn có cái chuyện gì đó luôn nữa. Hoặc là các anh chị có một cái hàm là public
shared function sub đi chẳng hạn. Chúng ta sẽ có một cái hàm xuất và chúng ta gửi qua ở bên đây á, ví dụ như là một cái lưới sẽ data review. Data review nha. Có thêm chữ view nữa. Cái này là phiên bản cũ á các bạn. Đó. Rồi, ở trong này chúng ta làm cái chuyện gì gì đó tùy chúng ta. Đó, tùy chúng ta. Rồi, ở đây là chúng ta sẽ có một cái thư viện nữa, là ví dụ như ép vô một cái class đi, giả sử thôi nha. Tôi không có làm thật cái xử lý dòng. Là những cái liên quan đến dòng. Chúng ta sẽ có một cái hàm là public shared function là chọn, ví dụ chẳng hạn chúng ta đưa qua nó một cái lưới data grid view. Data grid view, những cái hàm này là để giúp chúng ta tái sử dụng lại cho nó nhanh, đúng không ạ? Data grid view. Và cái kết quả trả về nó là một cái data row và chúng ta xử lý ở trên cái dòng mà, đúng không ạ? Data row. Thì là ở đây chúng ta phải đem cái kết quả data row. Đại khái là ban đầu tôi cứ gán nó bằng nothing đi chẳng hạn nha. Nothing. Rồi đây là tôi return. Return cái kết quả. Là trước đó chúng ta sẽ có một hàm, sau này là các anh chị có thể tạo nữa ha, public là shared function. Tôi đặt tên là một cái hàm tạo chuỗi, tức là biến một cái data row thành một cái chuỗi á. Chúng ta có cái dòng e sẽ data row e sẽ string. Tôi phải cho những cái hàm này là có ý nghĩa chút xíu, điền kết quả e sẽ string để các anh chị nhìn ra cho nó rõ hơn, là bằng rỗng. Rồi chúng ta là return cái kết quả, được không ạ? Rồi ở đây thì bình thường không có chuyện gì hết trơn á, các anh chị cứ sao nó đi. Nhưng mà các anh chị qua ở bên cái thư viện lớp đối tượng này trong cái biến cố, xin lỗi nha, tôi tạo lộn rồi. Cái hai cái này là chúng ta phải để ở bên này mới đúng nha. Thôi được rồi, tôi sẽ ép nó đi nha. Ép existing item. Các anh chị lên cái chương 1 này, chúng ta qua phần này. Nó là nằm ở hai cái phần này thôi rồi. Chúng ta ép nó vào đây. Chúng ta mới đặt nó dùng chung. Còn hai cái này thì chúng ta xóa nó đi cũng được. Đó. Đó, chúng ta xóa nó đi. Và bấm bên này cái HVB này ha, chúng ta sell nó lên hết, thấy không ạ? Hoặc là các anh chị có thể review đó. Đó. Data review là không được định nghĩa, đúng không ạ? Thì ở đây thì trong cái thư viện lớp này của chúng ta đó, là các anh chị muốn thì các anh chị phải import nó vô đây. Đôi khi là nó có sẵn trên cái ứng dụng á, thì nó có system.windows form sẵn, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây á, thì tùy, nó nhiều khi nó không có tạo sẵn cho chúng ta. Ở đây nó chỉ có web thôi, thấy không ạ? Thì nó không có cái Windows form. Thì các anh chị bật chuột phải, các anh chị add cái reference. Add cái reference. Chúng ta vô cái chấm .net này nè ha. Chúng ta sẽ vào cái phần system.window.form. Chúng ta cần cái phần này nè, đúng không ạ? Chúng ta bấm OK, được không ạ? Thì ở đây qua đây chúng ta sẽ khai báo là system.window.form. Thì là nó mới có, đúng không ạ? Và tương tự nhớ ở bên cái xử lý dòng này chúng ta cũng phải cần cái này. Và chúng ta có xài cái lưới đó. Rồi. Rồi chúng ta build lại nha. Rồi review lại coi nó còn lỗi hay không. Nó hết lỗi thì mới được nha. Rồi nó không có báo gì hết trơn nữa là nó hết lỗi rồi đó ha. Thì ở bên này là chúng ta muốn sử dụng nó đó, thì là các anh chị sẽ là import. Mà trước khi import đó là các anh chị phải add reference nha. Chúng ta phải add reference. Import là khai báo sử dụng thôi, nhưng mà trước đó là chúng ta phải khai báo cái tham chiếu. Thì các anh chị vô project này nó có sẵn cái NHVB này nè. Cái gì thì, rồi. Thì bây giờ là chúng ta import nó có NHVB rồi, đúng không? Lúc này á, là các anh chị có quyền sử dụng được những cái hàm, chúng ta có quyền sử dụng được những hàm rồi. Ví dụ chúng ta có thể là điền bảng data table nó sẽ bằng xử lý bảng chấm đọc, chúng ta gửi qua một chuỗi lệnh nào đó, tất nhiên nó không có đọc được, đúng không? Select sound from nhân viên ví dụ chẳng hạn, hay là chúng ta cải tiến sau này thì chúng ta còn có nhân viên thôi cũng được, phải không ạ?
Rồi ví dụ như là chúng ta có một cái lưới nào đó, thì ra đây chúng ta sẽ có đây là xử lý bảng, chúng ta là chấm xuất, đúng không ạ? Là ở đây là chúng ta giả sử chúng ta new cái data review đi này, để nó khỏi báo lỗi thôi chứ không gì hết trơn, khỏi mất công tạo trên kia. Đó, new data review đó, xuất nó lên là trong cái chuyện đó, hiểu không ạ? Hoặc là chúng ta đi một cái dòng của chúng ta data row, đúng không ạ? Data row chúng ta sẽ bằng ra là cái xử lý dòng chấm chọn. Tất nhiên là chọn ở đây thì là các anh chị cũng new một cái data review nào đó, nó không có hoạt động thực sự nha. Data review đó. Rồi chúng ta đi một cái chuỗi string bằng là xử lý dòng chấm tạo chuỗi, đúng không ạ? Tạo chuỗi là chúng ta đưa qua cái dòng đó, đúng không ạ? Rồi tất nhiên chạy nó thì không có được đâu, nó chưa có làm gì hết trơn ở trong chuyện đó. Thì cái thư viện này á, là các anh chị có thể sử dụng được nó ở bất kỳ ở cái project nào, bất kỳ cái project nào nha, tôi nhắc lại bất kỳ cái project nào, chứ không phải chỉ là riêng cái project mà chúng ta đang có không đâu. Đó. Để minh họa cái điều này luôn nữa đó, thì là tôi sẽ chạy lại cái phần này, các bạn. Và ví dụ như là phần ở đây á, là tôi sẽ new một cái project, project này các anh chị có thể là làm ở trên web luôn nữa cũng được, hay là ở đâu đó cũng được luôn nữa, các bạn. Ví dụ như là chúng ta chọn ở đây là chúng ta có một cái Visual Basic là web thì chẳng hạn, đúng không ạ? Nó có ASP.NET web application này, nó là cái gì kệ nó nha, tại này tôi minh họa thôi. Chúng ta bấm OK thì chẳng hạn. Giả sử chúng ta tạo ra một cái project là như thế. À, thì nó tùm lum thứ của nó ở trong đó hết trơn luôn nữa. À, nó có đủ thứ hầm bà lằng hết trơn thì cái này là tôi không quan trọng, nhưng mà vào trong này á các anh chị có thể rằng là bấm chuột phải các anh chị add cái reference, đúng không ạ? Chúng ta add cái reference. Thì reference này, reference đến đâu? Trong project này nó không có. Nhưng mà chúng ta có quyền rằng là chúng ta browse ở đây, đúng không ạ? Browse các anh chị sẽ chọn nó, chọn ở trong cái thư mục. Ở đây thì web application thì không có, thì chúng ta vô trong cái D này nè, đúng không ạ? Chúng ta vô thiết kế phần mềm nâng cao chương 1 nè, NTHVB nè, đúng không ạ? Chúng ta vô bin nè, vô debug nè. Nó có cái NTHVB.dll rồi nè. Các anh chị click OK này một cái á, đúng không ạ? Thì là khi đó là sao, là trong cái phần mà đối với những cái hàm này ở đây á, thì ở bao về cái gì đó vân vân trên cái script này á, cái default này như thế này á, là chúng ta đều có thể sử dụng được nó hết trơn luôn nữa. Ở đây thì là chúng ta có thể import cái nth, và cái đoạn lệnh hồi nãy á, chúng ta làm mà chúng ta vẫn có thể làm lại được như thường. Đem bảng data table nó sẽ bằng ra là xử lý bảng chấm cái gì đó vân vân, các gì làm được hay tôi không có minh họa nữa. Chúng ta sử dụng lại hết được ở trên cái môi trường này, kiểu không ạ? À? Hoặc là ở đây nó có một cái cách thứ hai nữa đó, cái này thôi được rồi tôi nói sao đi, nói bây giờ ngay từ đầu này nhiều cái nó lộn xộn cho các anh chị hết. Đại loại là các anh chị có thể add existing cái project, rồi các anh chị có thể rằng là khi mà chúng ta sửa đó thì muốn cho những ai khác là ảnh hưởng theo luôn, thì các chị add existing project là luôn lúc mà chúng ta phát triển á. Còn cái này là dùng để cái thư viện là chúng ta đã biên dịch ra rồi và chúng ta mới chuyển qua nó, phải không ạ? Rồi thôi được rồi, tôi nói tóm tắt lại trong cái phần đó. Cái thứ hai ở đây tôi muốn nói theo dạng khác, là nói theo cái ý nghĩa khác, là trên cái thư viện mà này giả sử chúng ta làm ra một số hàm nào đó ở trên này, nó có nhiều cái lớp ở trên này, rồi sau đó đó chúng ta lại cảm thấy là những cái hàm này nó thích hợp cho cái cơ sở dữ liệu, còn đối với lại là cái XML á thì nó không được. Hoặc là những cái hàm này là chúng ta có cái data review này là chúng ta thích hợp nó trên Windows Form, qua bên web nó không có, đúng không ạ? Thì là các anh chị được phép add một cái như thế này. Chúng ta add, còn giả sử chúng ta add một cái class, đúng không ạ? Chúng ta add một cái class. Cái class này giả sử chúng ta vẫn đặt tên nó là xử lý bảng, đúng không ạ? Nhưng mà xử lý bảng ở đây là tôi cancel đi. Ở đây là về mặt tổ chức hay NTHVB chứ ha. Đặt cùng cái này thì nó hơi rối. Tôi mới add ở đây là một cái new folder, đúng không ạ?
Ở đây là cái những cái lớp ở trên web, giả sử chẳng hạn. Đây là lớp trên web. Đây là cách tổ chức lưu trữ thôi nha. Cách tổ chức lưu trữ thôi, cách tổ chức lưu trữ thôi. Chúng ta add một cái new folder. Rồi trong cái này là các anh chị mới add một cái class. Class này chúng ta vẫn đặt tên, tôi giả sử đi nha, vẫn là xử lý bảng, nhưng cái xử lý bảng này là xử lý bảng ở trên web. À, cái class xử lý bảng ở trên web nó khác với cái class xử lý bảng ở đây. Đó. À, thì ở đây đương nhiên nó sẽ báo lỗi, nó bảo là hai cái này cùng khai báo ở trên luôn, nó trùng nhau. Thì nó có một cái cách, ở đây là trên web không, người ta mới tổ chức như thế này. Là các anh chị gõ namespace, ở đây là web. Đúng không ạ? À? Enter xuống đi. Là các anh chị bỏ cái lớp xử lý bảng này vô đây. Các anh chị bỏ lớp xử lý bảng này vô thế này. Đó. Lúc này ở trong cái xử lý bảng này á, là cái mà chúng ta cần sử dụng á, là nó sẽ là không phải là cái data view của ở bên cái Windows Form nữa, mà làm cái gì đó khác tương tự, đúng không ạ? À? Chúng ta trên đó thì nó có nhiều cái control lắm, tôi không có đi vào trong cái chi tiết ở trong này. Đại khái là ở trong này là chúng ta có một cái hàm, tôi minh họa cho một hàm thôi nha, là cái hàm đọc này gì chẳng hạn nha. Rồi, chúng ta có cái hàm đọc này, nó có cái namespace là như thế này. Rồi chúng ta tương tự như chúng ta cũng có thể ép, thôi tôi làm một cái thôi cũng được rồi. Anh chị xem này lên đây nha. Rồi các anh chị mới để ý như thế này nè, vào trong cái chỗ này của chúng ta đó, nếu chúng ta import cái này thì chúng ta ra cái xử lý bảng này, thấy không ạ? Còn nếu mà chúng ta không thích cái phần này, chúng ta import cái này là chấm. Ở trong cái này thì là nó có cái xử lý bảng, xử lý dòng là import chấm web nè. Nếu các anh chị import như thế này không á, thì là nó sẽ không có cái phần xuất này, không có xử lý dòng. Các anh chị lưu ý nha, chúng ta import tới đây thôi á thì nó mới có. À, chứ không phải là import tới đây là nó chứa luôn cái phần trong, mà chúng ta chấm tới đây cái web này cũng không phải nó chứa, mà trong cái web này nó sẽ có một số cái đúng là một cái xử lý bảng này, chúng ta chỉ có cái này thôi đó, kêu không ạ? À? Và khi mà các anh chị đổi này ở đây á thì qua bên đây á thì qua bên cái phần web application 2 này của chúng ta đây, chúng ta có cái default này, chúng ta view cái code nó. À, thì là chúng ta hồi nãy tôi có import con cái rồi mày ta, nãy tôi lấy cái nào đó hả? Chúng ta import cái web application 2, sau đó mất kêu cái đó rồi, à nó sẽ biên dịch lại rồi. Rồi chúng ta phải làm cái biên dịch này lại nha. À, chúng ta phải review cái solution này lại để chúng ta chuyển qua hai cái web application này ha. Đúng rồi. Rồi ở đây thì chúng ta cứ add reference tới luôn nữa, nghe không ạ? À? Add reference, chúng ta sẽ browse ở đây. Nó hơi lâu chút xíu ha. Đó. Rồi chúng ta xin bỏ ở đây, nó sẽ có nth nthvb, chúng ta chấm web, nghe không ạ? À? Ở trong này. À, tức là có cái phần này rồi thì là các anh chị có thể tổ chức ra một cái cây của những cái thư viện lớp đối tượng từ định nghĩa, mà cái gốc của nó đó thì là đương nhiên là phải có môi trường VB là tên của các anh chị. Với cái môi trường ở trong này chúng ta chia như thế nào thì nó tùy thuộc vào cái khả năng của mỗi một cái người. Ở đây nó không cách chuẩn nha. Đó. Chúng ta có người làm việc nhiều trên SQL Server thì là chúng ta có thể chia ra cái môi trường trên SQL Server, rồi trên Windows, rồi trên mobile, rồi trên web, rồi vân vân, WPF, tức là chúng ta chia ra để cùng một cái thư viện lớp của chúng ta thôi, mà chúng ta sẽ sử dụng chung cho được nhiều ứng dụng trên nhiều môi trường khác nhau, và trên mỗi một cái ứng dụng đó thì nó import đúng ngay cái phần của nó thôi, chúng ta vẫn có thể đặt tên những cái phần đó nó khác nhau, được không ạ? À? Đó, à, tôi giới thiệu về cái cấu trúc của nó ở trong cái việc đó, đó cấu trúc trong cái việc đó. Cái thứ hai á là tôi minh họa một chút xíu, cái thư viện này nó vẫn là thư viện lớp đối tượng. Thư viện này nó vẫn là thư viện lớp đối tượng, nhưng mà chúng ta sử dụng như cái lớp đối tượng này theo cái dạng là hàm, hàm của chúng ta là hàm hàm share. Thì chúng ta nếu mà muốn sử dụng đúng ngay cái đối tượng mà cái phần này thì trong cái chương này thì là chưa có bàn tới nha, tôi chỉ minh họa thôi. Thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái hàm khởi tạo, phải không ạ? À, chúng ta sẽ có hàm khởi tạo, chúng ta sẽ có public là ví dụ như subnew. À, subnew một cái chuỗi lệnh as a string,
rồi ở bên trong đó nó làm chuyện gì đó, à, bên trong nó làm chuyện gì đó. À, đây là hàm, này là hàm mức đối tượng nè, ở đây là những cái hàm ở mức lớp nha. Hàm đây là hàm ở mức đối tượng nè. Cái phần này thì là tôi chỉ minh họa ban đầu thôi để mà nói cho các anh chị biết, rồi qua tới chương sau chúng ta mới xét tới nha. À, mức đối tượng. À, ở đây chúng ta sẽ có là cái public sub, chúng ta sẽ có xuất. À, thôi à, chúng ta sẽ xuất à, ở đây tôi nhầm nha, cái chỗ này chúng ta phải đưa vào cái bảng này nha, bảng data table, chứ còn không có cái bảng thì xuất đi đâu. Ở đây nó mới không có nè. À, chúng ta mới có xuất ở trong này, chúng ta mới đưa ra cái lưới data preview. Nó sẽ có cái hàm xuất riêng của nó. Nó có hai hàm nha, một hàm là hàm ở mức đối tượng và một hàm là hàm ở mức lớp. Cũng như trên cái dòng này của chúng ta đó, là chúng ta sẽ có ví dụ như ở đây là chúng ta có public là sub new. Public sub new mà chúng ta gửi qua một cái lưới luôn, data review. Đó, đó là cái cách mà khởi tạo sau này của chúng ta là khởi tạo từ một cái thể hiện, thấy không ạ? À? Rồi chúng ta có một cái public là function tạo chuỗi as a string, điềm kết quả as a string bằng rỗng return cái kết quả. À, thì đây là hàm ở mức đối tượng nè, hàm này hàm ở mức lớp. Hàm này là hàm ở mức đối tượng. À, cái kỹ thuật này thì là ở chuyên sau nha, hàm mức đối tượng, và kỹ thuật này nó khó hơn nhưng mà nó sẽ hay hơn. À, chúng ta dịch thử coi, ở đây là chúng ta đặt tên này là cùng tạo chuỗi này nó như thế nào đây, thấy không ạ? À? Giờ nó thấy rồi đó, view nó success rồi. Bây giờ trong cái form 1 này của chúng ta đó, à, chúng ta đương nhiên là phải xuất cái bảng này nha. Đây là không có. Đây là một cách này của chúng ta nè, không ạ? Đây là một cách mà chúng ta, cách này là cách dùng cái dùng hàm mức lớp. Thì từ trước tới giờ là các anh chị sử dụng nhiều cái thư viện theo dạng này. Còn đây là dùng cái hàm ở mức đối tượng, là chúng ta sẽ có đối tượng đấy. Lúc này cái cách làm chúng ta khác, chúng ta điêm ở đây đương nhiên là chúng ta sẽ điêm một cái bảng nào đó, ví dụ như là bảng nhân viên, tôi cho nó khác thôi nha. As a new xử lý bảng, các bạn mở ngoặc ra là chúng ta sẽ có là cái chuỗi lệnh là select sound from nhân viên. Chúng ta sẽ new. Đó. Tức là thay vì là chúng ta gọi tới hàm nào đọc như thế này thì chúng ta new rồi xuất nó ra đó, thì thay vì là chúng ta sẽ là dùng xử lý bảng để chúng ta xuất ra, chúng ta gửi cái bảng qua, thì ở đây là chúng ta sẽ có bảng nhân viên chấm xuất, đúng không ạ? Bảng nhân viên chấm xuất rồi chấm xuất, đúng không ạ? Nó có cái hàm xuất này. Ở đây chúng ta chỉ cho new một cái data preview thôi. Đó, nó sẽ xuất ra, thấy không ạ? Các chị thấy hai cái cách làm việc khác nhau. Cái này luôn luôn nó sẽ gửi tham số là bảng, tại vì làm việc ở trên bảng đó, còn ở đây thì là bảng này là thành một cái đối tượng mà nó có thể chấm ở trong liền đó. Cũng như là chúng ta có thể điêm một cái nhân viên as a new xử lý nhân viên, new xử lý dòng, phải không ạ? Chúng ta mở ngoặc ra từ một cái data review, tức là lúc này á, là nó ứng với lại cái phần mà chúng ta cho người sử dụng mà chọn ở trên cái chuyện đó rồi á, chúng ta new ra cái nhân viên đó, phải không ạ? Rồi chúng ta điêm cái chuỗi nhân viên as a string, nó sẽ bằng ra là nhân viên chấm tạo chuỗi thôi. Đó, các chị coi hai cái này nó gửi tham số, này nó không gửi tham số, và nó có ý nghĩa hay của nó luôn nữa là nó có cái chuyện kế thừa đồ này nọ, thì tới đoạn sau là tôi sẽ nói. Trong cái chương này tôi nhắc lại, tôi chỉ minh họa cho thấy thôi, và
Trong chương này là chúng ta chỉ sử dụng, giới hạn lại là chúng ta chỉ sử dụng là những cái hàm ở mức mức lớp mà thôi nha. Chúng ta chỉ sử dụng những hàm ở mức lớp phải không ạ? Tức là tôi ghi chú thêm cho cái phần lý thuyết phải không ạ? Có hai cái viện này không? Rồi, tôi mới nói lại là các hàm của cái lớp nó có hai loại. Hai loại. Một cái nó gọi là hàm mức lớp. Hàm cái mức lớp. Phải không ạ? Tức là khi mà sử dụng á, đây là những cái hàm nào? Hàm có cái tham số hay là cái kết quả trở về. Hàm này phải là hàm có những cái tham số hay kết quả về tương ứng với cái đối tượng thuộc một cái loại nào đó, thuộc một cái loại x, như một đối tượng thuộc loại x nào đó, ví dụ như xử lý bảng, xử lý dòng rồi gì đó, phải không ạ? Và cái hàm này á, hàm ở mức lớp này á, là được kích hoạt thông qua tên lớp và tên hàm, và cái tên hàm cùng với tham số. Và cái loại hàm thứ hai á, là loại hàm mức đối tượng. Cái này là tôi chỉ nhắc thôi, qua đầu sau cũng là nói. Thì nó cũng vậy thôi, nó cũng là hàm có tham số hay cái kết quả trả về tương ứng với đối tượng, nhưng mà trong đó nó có một loại hàm đặc biệt là hàm new á, chúng ta nói sao. Cái phần này là được kích hoạt thông qua chính cái đối tượng. Chính cái đối tượng, phải không ạ? Và cái tên hàm cùng với tham số nếu cần thiết. Còn ở bên kia thì phải có tham số thôi. Rồi. Vậy là chúng ta học được ở trong cái phim này là học được cái gì? Học được cái cách xây dựng hệ thống thư viện lớp đối tượng từ định nghĩa. Chúng ta học được là chúng ta biết rằng là nó có hai loại hàm ở trong cái lớp đó, và chúng ta biết được rằng là trong cái chương này của chúng ta chỉ giới hạn lại là chúng ta chỉ có xem xét là cái thư viện hàm ở mức lớp, được không ạ? Thì trước khi mà qua ở trong cái chương sau á, thì là tôi sẽ cho cái bài tập, và cái bài tập này á là qua chương sau là tôi sẽ đi nhanh thôi, các anh chị phải tự sửa nha, chúng ta phải tự sửa. Chúng ta sẽ làm bài tập như thế này nha. Chúng ta sẽ, đây là bài tập, sẽ sửa sao phải không ạ? Chúng ta xây dựng các lớp đối tượng, xây dựng như lớp đối tượng là xử lý số nguyên xử lý số thật, rồi xử lý ngày, được chưa? Xây dựng hàm là được. Với cái hàm này mà mức lớp nha, đương nhiên là hàm mức lớp phát sinh cho phép phát sinh ngẫu nhiên, phải không ạ? Cái loại thông tin hay là cái loại thông tin hay là cái đối tượng cơ sở tương ứng, được chưa? Và cái loại thông tin hay đối tượng cơ sở tương ứng đó. Chỉ cần làm như thế này thôi, tại vì những cái hàm nhập, hàm xuất của nó thì nó không có ý nghĩa lắm đâu. Hàm xuất của nó là không có ý nghĩa. Và sau khi làm xong cái này là chúng ta sẽ đưa đến là chúng ta thử tạo một cái màn hình, phải không ạ? Chúng ta tạo một cái màn hình gọi là khai báo và phát sinh đối tượng cơ sở
trên màn hình này là với cái biến cố load. Đó mà là các anh chị mới làm chuyện gì đây? Chúng ta sẽ là khai báo và phát sinh giá trị. Khai báo và phát sinh giá trị. Cho cái chuỗi, cho cái biến chuỗi hỏi tên, thấy không ạ? Tôi ghi ra họ tên đi chẳng hạn, giới tính, ngày sinh, rồi ví dụ như là số ngày vắng, rồi là điểm trung bình. Phát sinh họ tên, khai báo gắn giá trị, các biến, họ tên, giới tính, ngày sinh, số ngày vắng, điểm trung bình, phải không ạ? Không cần phải xuất lên gì hết trơn á, chỉ cần khai báo rồi phát sinh ra được nó một cái vậy là xong thôi, phải không ạ? Khai báo và phát sinh ra nó một cái vậy là xong thôi. Và trong cái chương sau thì tôi sẽ nhắc lại nhanh thôi, là tại vì cái chương này chúng ta học cũng khá nhiều rồi, phải không ạ? Học khá nhiều rồi. Tôi sẽ bổ sung thêm một số cái bài tập, cái xử lý ở trên trong cái chuyện đó, hiểu không ạ? Nhắc lại các anh chị đừng có coi cái phim sau, nếu như cái phim này mà chúng ta chưa làm xong. Còn các anh chị nói ủa làm cái này xong rồi làm sao, thì các anh chị cứ việc chạy đi bất ở trong chuyện đó, các anh chị coi lại coi cái phát sinh nó là cái gì. Các anh chị muốn xuất thì là xuất, tùy thôi, muốn xuất thì sau đó chúng ta xuất lại coi cái giá trị nó phát sinh ra bao nhiêu, còn các anh chị chạy đi bất, hiểu không ạ? Tôi mở ngoặc đi ha. Sau đó có thể kết xuất nhanh để xem, hay xem trực tiếp với cái debug. Đó, debug bắt rẹp á, không ạ? Bắt này nó gọi là bắt rẹp á. Rồi, xong rồi, chúng ta tạm ngưng ở đây.